Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 59 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ sơ cấp. Chủ đề của phần 59 này là U phiến nị tơ xào phẳng chén lị. Chủ đề này có nghĩa là gì nè? U phiến nị là 5 mét vuông. Phiến nị là mét vuông. Chúng ta cũng có thể nói là U phiến phăng nị. U phiến phăng nị. Phiến phăng là chữ phương. Phiến phăng là bình phương. Rồi, xào phẳng chén lị là trong một cái căn phòng nhỏ. Như vậy là u phiến phăng nị tơ xào phẳng chén lị, tức là trong một cái căn phòng nhỏ chỉ có 5 mét vuông. Đó là chủ đề của phần 59. Sau đây xin mời các anh chị và các bạn nghe mình đọc trước một lần để xem mọi người có hiểu được nhiều không trước khi giải thích nội dung chi tiết nhé. Renny và các bạn nữ bạn đều là người Hồng Kông. Họ ở trong một căn phòng nhỏ 5 mét vuông. Thì đó là nội dung chi tiết, đó là nội dung của cái phần này. Mọi người vừa rồi có nghe và hiểu được nhiều không ạ? Sau đây mình sẽ giải thích chi tiết để cho mọi người nắm thêm nhé. Xin mời mọi người hãy bắt đầu theo dõi này. Renny và các bạn nữ bạn đều là người Hồng Kông. Renny và bạn gái của anh ấy đều là người Hồng Kông. Thì từ Hồng Kông dưới mình để là hương cảng là Hồng Kông. Hương cảng nghĩa là cảng thơm. Cái cảng này ngày xưa chuyên xuất những cái hương liệu sang phương Tây, sang nước ngoài, cho nên là được gọi là cảng thơm á. Là Hồng Kông chỉ có vậy thôi. Tức là cái nơi, tơ đây là tơ ti phăng. Cái nơi mà họ sinh sống. Là một cái căn phòng nhỏ chỉ có 5 mét vuông. Hai người họ, tức là hai người đó đó. Nếu đâu đó chúng ta nghe thì cũng được tên lẹ, tức là lèn cơ rỉnh thôi. Chứ Trung Quốc đại lục thì hay dùng từ lẹ đó, còn Hồng Kông hay là Đài Loan thì mình ít nghe, không biết là có dùng cái từ đó không. Tham minh lèn cơ rỉnh tức là tham minh lẹ. Mình có từ thải chuyển to là thái cực đạo. Thải chuyển to duyên tung duyển là vận động viên thái cực đạo. Dễ cây sẽ sân sang thải chuyển to khưa. Sang khưa là lên lớp để học hoặc là lên lớp để dạy, đều dùng từ này. Dễ cày sửa sân, sang khưa là cũng có lên lớp cho các em, lên lớp dạy cho các em học sinh. Còn dạy cái gì thì mình chen vào giữa, như vậy là sang thải chuyển to khưa cũng có lên lớp dạy thái cực đạo cho các em học sinh. 2020 vào năm 2020, duyên quay di xỉn, di là chữ dịch và xỉn là chữ dịch tình, tức là tình hình dịch bệnh. Bởi vì tình hình dịch bệnh thì đang nói đây, tức là cái dịch bệnh COVID-19 đó, thì đầu tiên người ta gọi là Vũ Hán phê diễn, tức là viêm phổi Vũ Hán. Mình cũng hay dùng từ đó vì mình nghĩ là chắc nó từ Vũ Hán ra. Duyên quay di xỉn, tham minh mỹ dù là cung do, họ không còn việc làm nữa. Về mỹ dù xỉn và cũng không có tiền, cũng hết tiền. Tham minh hình sàng sanh gia, họ rất thích tham gia. Sanh gia cái gì? Sanh gia bì sai là tham gia thi đấu. Rồi thi đấu cái gì nào? Thái chuyển to bì sai, tức là tham gia thi đấu thái cực đạo. Tham minh hình sàng sanh gia chuyển thái chuyển to bì sai. Thì bì sai là nếu động từ là thi đấu. Của cánh đi bì sai, tôi đấu với bạn. Rồi. Và bì sai cũng có nghĩa
là cái trận đấu nó là một danh từ chứ không phải thi đấu là động từ nữa ha. Ví dụ như chi thiên hoàng sang dù chủ sử vì xa, tối hôm nay có trận đấu bóng đá. Tiếp luôn, để mình nói A thi đấu với B thì mình phải nói là A chấm B vì xa. Ví dụ như đội Việt Nam thi đấu với đội Trung Quốc thì mình nói là dưới ảnh tuê chân chung của tôi vì xa. Nó còn một cách nói tương đối khẩu ngữ nữa là đội A đối đầu với đội B á. À, nó dùng cái chữ tuê ở trong từ tuê của sĩ đó, chữ tuê là đúng á, cũng là đối á. Ví dụ đội Việt Nam sẽ đối đầu với đội Trung Quốc, dưới ảnh tuê tuê chung của tuê, nói như vậy. Đài vàng vẫn nhắc lại, tức là khi chúng ta muốn nói là đội nào thi đấu với đội nào đó thì chúng ta phải là A kênh B thì sai, các bạn nhớ nói như vậy nhé. Tiếp theo nữa, tan sư là nhân duyên quay di chuyển, bởi vì tình hình dịch bệnh tham mỉnh mỹ dù tham mỉnh hay tham minh cũng được, mỹ dù ti vắng và không có nơi hoặc là không có chỗ khởi gì cho duyên tung để mà vận động, tức là tập luyện cho duyên tung, mình có thể dịch là tập luyện cũng được, chuẩn bị vì sai để mà chuẩn bị thi đấu. Sủa gì cho nên trừ nẫn là chỉ có thể trai trai lì cho duyên tung, vận động hoặc là tập luyện ngay tại nhà. Cái nhà đó, cái căn phòng chỉ có 5m2 thôi, tức là rất là chật chội đó. Thì đó là nội dung chi tiết của phần này, mời mọi người đọc theo mình trước nhé. Renny hở tha tên người phẫn dồ, tô sơ xem càng gần. Họ mình trụ tờ sư y chén cụ phím mì tờ xèo phán chén. Họ mình lẻng cơ rỉnh tô sư thái chuyển tò, yên tông yến. Dễ kể sẽ sân sang thái chuyển tàu khưa. Ơr lĩnh ơr lĩnh nhẹn Yên quê y xỉn Hà mênh mỹ dụ lơ cung chua Dễ mỹ dụ xỉn Hà mênh hẳn sẵn sàng gia Thái chuyển tàu bỉ xa. Tan sư yên quê y xỉn Hà mênh mỹ dụ tì phang khở y chua yên tông. Chuẩn bị bỉ xa. Sở dĩ chỉ nên tại gia lì zuo yun dong. Và đến đây thì mình kết thúc phần 59 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ sơ cấp này. Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả. Và nhân đây cũng chúc mọi người cùng với gia đình an lành vượt qua cái mùa dịch bệnh này nhé. Mọi người nếu ai chưa đăng ký thì hãy đăng ký để nhận những cái thông tin mới nhất, những cái clip mà mình mới post lên, và cho thầy một like để ủng hộ tinh thần. Xin chào mọi người.